Quá trình tuần tra kiểm soát quản lý bảo vệ rừng, một cán bộ kiểm lâm của Vườn Quốc gia Gióc Đôn, tỉnh Đắk Lắk bất ngờ bị trúng đạn, phải nhập viện cấp cứu. Cụ thể, tối 26 tháng 10, khi người này đang làm công tác tuần tra bảo vệ rừng trong Vườn Quốc gia Gióc Đôn đã bất ngờ bị trúng đạn. Sau khi được phát hiện, anh lập tức được đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu, phẫu thuật gắp viên đạn và điều trị. Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan công an đã vào cuộc phối hợp để điều tra. Sau hơn 22 giờ gây ra vụ cướp tại chi nhánh ngân hàng Sacombank ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm qua, 27 tháng 10, Nguyễn Ngọc Mỹ, 30 tuổi, quê Nghệ An, ngụ Bình Dương, Lâm Phúc Lợi, 23 tuổi, quê Vĩnh Long và Nguyễn Thị Bích Tuyền, 22 tuổi, ngụ Bến Tre, bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ điều tra về hành vi cướp tài sản và dấu hiệu tội phạm khác. Trước đó, ngày 24 tháng 10, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cướp, các lực lượng của công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an các tỉnh Bình Dương, Long An, Bến Tre và Bà Rịa Vũng Tàu truy xét các đối tượng theo dấu vết nóng. Do các nghi phạm không quen biết nhau ngoài đời, chỉ tham gia hội nhóm trên mạng rồi nhắn tin trao đổi với nhau. Khi liên lạc với nhau, nghi phạm còn nói dối tên của mình nên khó trong quá trình truy bắt. Nhóm này đã móc nối, cấu kết, trao đổi, bàn bạc lên kế hoạch thực hiện vụ cướp qua mạng xã hội, thể hiện sự manh động liều lĩnh. Ban đầu, nhóm tính cướp một ngân hàng khác ở tỉnh Bình Dương nên đặt mua súng trên mạng, mua xe máy cũ về sơn lại màu đen cùng đi gây án. Sau khi theo dõi bàn bạc, những kẻ này thống nhất kế hoạch cướp tại phòng giao dịch Nhị Xuân thuộc ngân hàng thương mại Sài Gòn Thương Tín, Sacombank, đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Vào khoảng 8 giờ ngày 24 tháng 10, Tuyên chạy ô tô chờ Mỹ, còn Lợi chạy xe máy cùng đến gần phòng giao dịch Nhị Xuân quan sát, canh xe chờ tiền đến để hành động. Đến khoảng 10 giờ 3 phút, Lợi cùng Mỹ di chuyển đến trước phòng giao dịch Nhị Xuân, uy hiếp, khống chế nhân viên bảo vệ, nhân viên và khách hàng của ngân hàng. Sau khi yêu cầu nhân viên ngân hàng cho gần 3,8 tỷ đồng vào ba lô, Mỹ và Lợi chạy ra ngoài lên xe máy tẩu thoát. Sau vụ cướp, số tiền được các đối tượng phân chia, trong đó Mỹ được 1,3 tỷ đồng, Tuyền 1 tỷ đồng và Lợi 1,5 tỷ đồng, rồi cả nhóm chia nhau lần trốn. Cả ba dự tính sẽ tìm cách trốn qua nước ngoài. Tuy nhiên, chỉ sau 22 giờ gây án, lực lượng phá án đã phối hợp công an cửa khẩu cảng quốc tế hàng không Tân Sơn Nhất truy bắt được Nguyễn Ngọc Mỹ khi đang làm thủ tục xuất cảnh. Trong lúc đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công an tỉnh Long An bắt giữ Lâm Phúc Lợi khi đang lẩn trốn tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An và bắt giữ Nguyễn Thị Bích Tuyền khi đang lẩn trốn tại phường Tân Thới Hòa, huyện Tân Phú. Đồng thời, lực lượng chức năng thu hồi khoảng 3,5 tỷ đồng mà các nghi phạm đã chiếm đoạt tại ngân hàng và tăng vật liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Vân, sinh năm 1975, trú tại đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó vào khoảng tháng 8 năm 2023, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận đơn tố giác của một số người dân về việc bị một đối tượng tên Vân ở thành phố Hà Nội lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn bằng hình thức nhận làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Trong đó có một nạn nhân nữ sinh năm 1975, trú tại xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn. Theo đó, do gia đình có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất ở nông thôn tại xã Nghĩa Liên, nay là xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn. Thông qua môi giới và trao đổi qua lại, đối tượng Vân yêu cầu chị này phải đưa số tiền 5 tỷ đồng để làm chi phí thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất ở nông thôn. Sau đó, Vân nhiều lần nói với chị này là đang tiến hành làm và gửi các hình ảnh về việc nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng và gửi phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do không biết là giấy tờ giả nên nạn nhân tin tưởng, nhiều lần chuyển tiền cho Vân với tổng số tiền 3,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, do không thấy Vân làm thủ tục chuyển mục đích quyền sử dụng đất, chị này đã kiểm tra tại cơ quan chức năng thì phát hiện những tài liệu Vân gửi là giả. Vân chưa gửi hồ sơ đến cơ quan chức năng. Không liên lạc được với Vân, nhận thấy hành vi của Vân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nạn nhân đã làm đơn trình báo tới văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An. Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nhanh chóng tiến hành điều tra xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh làm rõ đối tượng bị tố giác là Phạm Thị Vân, sinh năm 1975, trú tại đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Căn cứ vào những tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 23 tháng 10 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Vân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Phạm Thị Vân khai nhận do nợ nần và muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.
Trưa 28 tháng 10, Công an thành phố Hải Phòng cho biết lực lượng chức năng vừa cứu 3 sinh viên và người lao động mắc kẹt trên tầng 3, một nhà trọ bị cháy ở phường Kênh Dương, quận Lê Chân. Cụ thể, khoảng 8 giờ 37 phút sáng nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hải Phòng nhận tin báo cháy tại nhà dân số 42 trên 21 đường Đồng Thiện, phường Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng, nên đã huy động lực lượng, phương tiện triển khai chữa cháy. Tại hiện trường, đám cháy xảy ra tại tầng 1 của ngôi nhà, có 3 người bị mắc kẹt tại tầng 3 do lửa và khói bùng lên. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã hướng dẫn người mắc kẹt ra ban công tầng 3 tránh khói, đồng thời cử tổ trinh sát đeo mặt nạ phòng độc lên cứu 3 người xuống nơi an toàn. Đám cháy sau đó nhanh chóng dập tắt, không để lan ra diện rộng.